Dạ, xin mến chào quý cô chú anh chị. Thì mùng 3 chúc công việc luôn thuận lợi, may mắn phát tài cả năm hết cô chú. Thì hôm nay mời cô chú cùng về quê với con. Bữa nay mùng 3 con về nhà cô chú. Đây là nhà con, sát bên trụ sở luôn. Đây, đây hai cô chú. Mỗi lần có bầu cử này vui lắm. Đây. Đây, hôm nay con mời cô chú ghé xem cái vườn của người em con. Thì anh em cũng sát bên nhà, có một số cái cây mai cũng đẹp lắm cô chú. Để trồng một cây mai khủng đó, con quay cho cô chú xem. Tại vì cây này thì em nó chưa có giao lưu cô chú, nhưng mà có số cây nhỏ nhỏ thì qua Tết chắc nó có thể có giao lưu. Đây cô chú thấy nguyệt quế nè, quế trên đường hàng rào. Đây trồng nguyệt quế cặp cặp đây nè cô chú. Đó, đây là nguyệt quế nè cô chú, nhiều lắm, nó đang nuôi đó cô chú, đang nuôi. Cũng không quên cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ. Hôm nay mời xem với con hả cô chú. Đây, đây anh chị cũng mới về. Đây. Dạ ông Năm. Đây cô chú. Ờ, nguyên cái cây mai vàng rực luôn ha. Cây mai lớn. À. Mai vàng rực luôn, dữ lắm cây tàn. Đây, dưới đây có phía trước này có cái ao để số cây vậy đó cô chú. Ao này mình nuôi cá, lâu lâu bắt lên nhậu. Đó, cô chú thấy cá đục chưa? Cá nuôi ốc. Đây con quay xa cho mình xem nè. Đó. Nói chung là dưới quê mình có sao mình chơi vậy cô chú ơi. Dưới quê thì cũng đơn giản thôi. Được có cái không gian nó rộng á, mình sắp xếp nó thoải mái hơn. Cũng có đầy đủ cây hết trơn á, bông trang rồi dành dành bạch thiên hương của chú nè, cây bạch thiên hương nè. Cái này nó không có bông rồi, hết bông mà xuống bông mà. Nguyệt quế, đặc biệt nguyệt quế nhiều. Quế trồng đất nó màu lớn. Nguyệt quế bonsai cũng có luôn ha, mai chiêu thủy nè cô chú, mai chiêu thủy lá lớn. Con đang kêu nó giao lưu mà nó còn đang ngại ship đồ này nọ, tại vì đó giờ chưa bán lần nào cô chú. Chưa bán lần nào. Mấy gốc mai chiếu thủy to to lá lớn á, dòng này mà cô chú ở miền Trung miền Bắc mua thì mình yên tâm, sức sống dữ lắm. Này, như cái cây này quá trời bự rồi. Đó. Đây cây mai lớn này cô chú, mai khủng nè. Này nó cao lên chắc khoảng khoảng 4 mét, 4-5 mét, tàn ngang nó khoảng 6 mét, tàn ngang nó khoảng 6 mét. Đó, vàng rực một góc trời luôn ha, vàng rực luôn. Mai này bông chùm đẹp lắm cô chú, bông chùm to đẹp. Đó. Thơm dữ lắm, thơm ong nó lại đầy hết trơn, năm nào nó cũng nở vàng rực hết trơn. Đó. Hôm nay trời cũng đẹp luôn cô chú, trời xanh đẹp luôn. Thì quay một cây mai lớn để cũng cầu chúc cho cô chú thật gặp thật nhiều may mắn, thật thật nhiều niềm vui, thật nhiều những cái điều mà mình mong muốn trong năm tới ha cô chú. Nếu mà cô chú có yêu thích con thì xin mời đăng ký kênh ủng hộ kênh bonsai Lộc Tỉnh miền Tây để mình giao lưu, để mình chia sẻ những cái cây kiểng, những tác phẩm bonsai. Rồi.
này tròn đều hết trơn luôn, tròn đều hết trơn luôn, không có lép chỗ nào hết trơn, tròn đều. Nó khoảng bảy mấy hoành nè cô chú ơi, cái thân nha. Bên này hơi che nắng rồi đó. Cây này có một cái là tay cành nó đóng khéo. Đây. Cái đế là mình hơi lấp lại rồi, không có mồi. Sót thân nó lên khoảng 6-70 cô chú. Đó, mình nó no đầy vậy chứ. Đây. Cái này khoảng bảy mấy hoành. Có một cái là chân cành nó đóng đều lắm, khéo lắm. Đây. Chân cành to to không ha. Bằng cổ giò mình một cốt lên luôn, xương cành lớn. Con đi qua đây cái này này, cây này cũng rất là nhiều người hỏi cô chú, nhưng mà hiện giờ thì chưa có giao lưu cô chú, chưa bạn. Có một cây mình để trước nhà mình chơi. Cây này là nuôi là 10 năm nữa là khủng khiếp. 10 năm nữa cái cốt này mới bự lên, cái tay cành này nó to hơn nữa, nhìn mới phê nữa cô chú. Nhìn phê lắm. Chân cành nè. Thì anh em con cũng đam mê cây kiểng, có đam mê mới làm được cô chú ơi, có đam mê mới sưu tầm, mới nó mất rất nhiều thời gian. Cây này đế đều lắm nha cô chú, đế đều mà không có môi, môi sơ sơ à. Tết cái là môi cho lộ ra cho đó cô chú, rồi bắt đầu lắp lại bông rồi hai cái bắt đầu là qua cái mình lặt nụ xong rồi mình lặt ra trái xong cái mình lắp lại nuôi tiếp cho nó khỏe cây lại cô chú. Ôi vàng xương thì cô chú thấy không có chê, 6 mét có hơn luôn, tròn đều hết trơn. Để hôm nay là nó qua cái đợt gộ rồi cô chú ơi, mùng 3, thường là mùng 30, mùng 1, 30, mùng 1 lên chỗ đây, bên đây cũng có nên, bên đây cũng có cây, đây, mà cây này cây nhỏ cô chú ơi, cây này bốn mấy hoành, cây này nhỏ. Cây này bông cũng giữ thần à. Bông dữ lắm. Này là nó rụng hết rồi. Cô chú thấy nè, rụng hết nè. Cây này cũng đang nuôi. Cây này năm sau nó mới đẹp. Cây này mới nuôi mấy tháng. Còn đây là cây nguyệt quế nè cô chú, nguyệt quế trái to vậy nè. Nguyệt quế thì nó có nhiều cái loại lắm cô chú. Ta phân biệt bằng cái lá đó, con không gành cái dòng này cho nên cũng không biết. Bên đây nó có cái củ cây này cây gì không biết luôn. À quá xíu. Cây này con cũng thấy nhiều lắm nè, nhưng mà không biết tên gọi. Cây này lúc trước thịnh lắm ha, bây giờ thì cũng ít. Đây có tùng nữa nè cô chú. Dạng niên tùng. Thằng em nó có nhiều cái cây để giao lưu lắm mà nó chưa có giao lưu cô chú nè. Cái gốc nguyệt quế cực kỳ quái luôn. Gốc nguyệt quế quái lắm, nó đang nuôi tay cành nè. Đó.
nguyệt quế dán bay nè, các kiểu luôn, hai ba cây bay luôn à, hai ba cây bay luôn. Hôm nào qua Tết cái con kêu nó giao luôn, cái con quay chi tiết từng cây cho cô chú xem ha. Nè cây mai chiếu thủy đẹp lắm, nó cũng chưa bán cho nên chưa biết cô chú. Đây là cây khế gân nè, khế gân trước cũng tặng đó nè, giờ quá trời đẹp mà. Đây nguyệt quế quái luôn nè, ổ lộng mai chiếu thủy chứ. Đây giống như là mẫu tử ha, có cây tử nhỏ dưới mà để đế khéo đó. Đó. Để có gì con để số điện thoại của em lên trên màn hình cho cô chú xem, rồi cô chú thích cây nào cô chú vui lòng chụp màn hình rồi cô chú liên hệ với nó giùm con đi, chứ hiện giờ thì chưa có quay chi tiết được. Rồi sao đây những cái cây mà đẹp lắm cô chú đó. Ở đây có cây dừa nữa nè, cây dừa ba đọt nè, cây dừa ba đọt, cây bên đây là cây dừa hai đọt rồi cô chú đó. Rồi bay cái này là mai gì đây không biết nữa, mà cánh nó nhỏ nhỏ vậy đó mà nó nhiều lắm. Đó có phát tài luôn, phát tài quái luôn đó. Phát tài quái luôn nè, cái thân nữa coi chứ. Cây thiên tế nè, trước con đem về nè. Đó, hôm nay nó quá trời đẹp rồi, hai thân nghe cô chú đó. Kiếm mấy cây này chơi rất là độc đáo. Đó. Đây có cây mai chiếu thủy nu, cây này cây cũng lớn ha, già dữ lắm, già cô chú thấy à, xù xì chứ. Già tới này nè. Đây có cây mai ghép, bạch mai, bạch mai ghép. Đó. Bạch mai ghép cho nên là nó bông nó không có cái nó ra nhỏ hay cô chú, cái ra nhỏ nè, như bên đây là ra to nè, bông to nè. Đây cây khế nè, khế này hôm nay sai cành lớn rồi. Đó, cũng có bông, không thể thiếu dạng thọ cúc rồi ha. Đây nhà đang chụp hình thì nó còn nhiều lắm mấy cô chú. Đây đây đường vô à, chú ý con quay một cây mai lớn. Chúc cô chú năm mới thật nhiều may mắn, thật nhiều sức khỏe. Cô nhớ đăng ký kênh ủng hộ con xin chân thành cảm ơn. Rồi con cũng kết thúc ở đây, nếu mà sau này thằng em qua Tết nó có giao lưu cái con quay chi tiết từng cây cho cô chú xem. Còn hiện giờ thì nếu mà cô chú có mà muốn thích cây nào thì chụp màn hình gửi ha, con vẫn để số điện thoại của thằng em lên cho mình điện mình giao lưu. Con xin kết thúc ở đây ha cô chú, hẹn gặp lại vào những cái clip tiếp theo trong năm tới.